Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Indonesia đã chính thức bước vào hội quân và tập luyện dưới sự chỉ đạo của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong. Vị huấn luyện viên này đã cho triệu tập tới 12 gương mặt mới vào đội tuyển Indonesia ở đợt tập trung trong tháng 2. Đáng chú ý là chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi rất nhiều cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển U22 vừa mới lọt vào chung kết SEA Games 30. Ví dụ như là tiền đạo Osvaldo Hay, Fiera Andika hay là Sadin Ramdhani. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 4 cầu thủ ở đội U20 Indonesia. Tuy nhiên, huấn luyện viên Shin Tae-yong lại tỏ ra rất thất vọng với thái độ tập luyện của các cầu thủ Indonesia trong những buổi tập gần đây của đội bóng xứ sở vạn đảo. Tối ngày 21 tháng 2, sau 7 ngày tập luyện dưới sự hướng dẫn của chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển Indonesia đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Persita Tangerang. Sau 90 phút thi đấu thì đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã nhận thất bại muối mặt với tỷ số 1-4 trước một đội bóng chỉ mới giành quyền lên hạng để chơi ở tại giải vô địch quốc gia Indonesia mùa giải năm nay. Sau trận thua đậm gây sốc này ngay trước khi mà vòng loại World Cup 2022 trở lại thì đã có rất nhiều những chỉ trích nhắm vào thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Dù rằng đội nhà thua đậm nhưng vị huấn luyện viên này lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông cho rằng là điều này nằm trong dự tính và chấp nhận thất bại này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra lời lý giải như sau, rằng thực chất là ông không có bất kỳ chỉ đạo nào về chiến thuật cả. Ông muốn các học trò của mình chơi bóng một cách tự nhiên, bộc lộ ra những kỹ năng tốt nhất của mình để đưa ra sự lựa chọn về nhân sự. Nhiều cầu thủ ở trong đợt tập huấn này thực chất không phải là lựa chọn của vị huấn luyện viên trưởng này mà là của các trợ lý. Họ đưa vào danh sách sơ bộ là 75 cầu thủ, sau đó thì trao đổi bàn bạc và rút gọn xuống còn 34 người. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cố tình tổ chức trận đấu thử nghiệm này để đánh giá đúng thực lực, điểm mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ. Thay vì thắng trận bằng mọi giá, tôi muốn họ ra sân và tận hưởng việc chơi bóng trước khi bước vào những bài tập nặng hơn. Hơn nữa là việc chơi bóng tự do giúp cho cầu thủ hiểu hơn về tầm quan trọng của chiến thuật ở trong bóng đá. Đây là lần đầu tiên mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong làm việc cùng với đội tuyển quốc gia Indonesia. Theo như chiến lược gia người Hàn Quốc thì đợt tập huấn này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá đúng năng lực của các cầu thủ Indonesia. Thông qua đợt huấn luyện này thì tôi đã nhìn ra thực lực của nhiều cầu thủ. Chỉ có một số ít ở trong số này là đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà thôi. Được biết là tuyển Indonesia đã trả quân về cho các câu lạc bộ để đá giải vô địch quốc gia. Cuối tháng 3, thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ tập trung trở lại để tập luyện cho hai trận tại vòng loại World Cup 2022 là gặp đội tuyển Thái Lan và đội tuyển UAE. Sau 5 lượt trận thì đội tuyển Indonesia đứng cuối bảng với thành tích toàn thua và gần như là không còn có cơ hội đi tiếp nữa. Mục tiêu khả dĩ của huấn luyện viên Shin Tae-yong cùng với đội bóng xứ sở vạn đảo lúc này sẽ là giành tấm vé dự Asian Cup 2023. Bên cạnh đội tuyển quốc gia thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang rất bận rộn với đội tuyển U19 nước này nhằm chuẩn bị cho giải U20 World Cup 2021, giải đấu mà Indonesia sẽ là nước chủ nhà. Trở lại với bóng đá Việt Nam, tối ngày 23 tháng 2 thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã rời Hàn Quốc để sang Việt Nam để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới với đội tuyển Việt Nam. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát và khó kiểm soát ở tại Hàn Quốc, việc huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với phu nhân trở lại Việt Nam mà không phải cách ly đã khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi. Sau khi đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có ý kiến, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cũng đã có thông báo chính thức về trường hợp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đó, Trung tâm đã điều tra tiền sử dịch tễ của ông Park Hang-seo và phu nhân. Trong 15 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam thì cả hai đã ở tại Seoul, không có mặt ở tại vùng dịch. Hai vợ chồng thầy Park đã được kiểm tra thân nhiệt và tình trạng sức khỏe tại sân bay quốc tế Nội Bài và kết quả là sức khỏe của thầy Park và phu nhân đều khỏe mạnh. Hiện tại, xứ sở Kim Chi, dịch cúm COVID-19 bất ngờ bùng phát, thế nên là thầy Park đã phải trải qua thủ tục kiểm tra y tế, thân nhiệt trước khi trở về nhà riêng ở tại Hà Nội. Ông cùng với phu nhân rất ý thức bảo vệ sức khỏe, đeo khẩu trang xuyên suốt trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Do tính chất công việc làm việc với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo và phu nhân được nhập cảnh và chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành y tế Hà Nội. Hiện tại thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với phu nhân đang ở tại khu nhà dành cho chuyên gia nằm trong khuôn viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Sáng ngày 24 tháng 2, ông Park cũng đã xuất hiện với chiếc khẩu trang bịt kín, đã nói chuyện và bắt tay với huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam là ông Mai Đức Chung. Với thông báo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể yên tâm làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 25 tháng 2 về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm 2020.
Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng cho hay là dù không cách ly huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng không có nghĩa là Liên đoàn bóng đá Việt Nam lơ là chủ quan. Khi mà đội tuyển tập trung thì các công tác phòng tránh dịch bệnh sẽ áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đó là rửa tay bằng dung dịch cồn, đeo khẩu trang tại các buổi làm việc và họp đội. Bên cạnh đó, đội tuyển luôn có các bác sĩ giỏi người Việt Nam và người Hàn Quốc thường xuyên theo dõi và có báo cáo hàng ngày về sức khỏe của từng thành viên. Trước mắt thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các trợ lý sẽ dự khán 3 vòng đấu ở V-League, dự kiến khởi tranh vào ngày 6 tháng 3 để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Ngày 21 tháng 3, đội tuyển Việt Nam tập trung và sau đó đá giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan trên sân Gò Đậu, Bình Dương. Trong một buổi phỏng vấn mới đây với KBS News trước khi rời Hàn Quốc sang Việt Nam, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay là ông sẽ tập trung vào mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2020, đó chính là vòng loại World Cup 2022. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng G với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Theo huấn luyện viên người Hàn Quốc thì trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3 này có tầm quan trọng rất lớn. Tôi rất mừng là vì có thể tập trung vào đội tuyển quốc gia trong năm nay bởi vì chúng tôi không phải thi đấu một giải nào của cấp độ U23. Đầu tiên thì trận đấu ở trên sân khách với Malaysia là rất quan trọng bởi vì chúng tôi hiện đang dẫn trước Malaysia 2 điểm. Sau trận đấu trên sân khách với UAE, tôi nghĩ là Malaysia sẽ là đội tuyển khó nhằn nhất trong số 3 đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nếu như giành được chiến thắng thì chúng tôi có thể tiến vào vòng loại tiếp theo. Như vậy, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng và trước mắt ông là vô vàn những khó khăn từ nhiều phía. Đầu tiên là với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lịch thi đấu của các giải chuyên nghiệp quốc gia có thể bị biến động, ảnh hưởng đến phong độ và tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Trong trường hợp mà VPF tiếp tục rời lịch thì thầy Park cũng không có quá nhiều thời gian để có thể quan sát, nhận định và chọn lọc các cầu thủ. Tiếp theo là tình hình nhân sự ở đội tuyển quốc gia với những ca chấn thương của Huy Hùng, Xuân Trường. Với tình hình hiện tại thì nhiều khả năng là vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ trao cơ hội cho những cái tên mới ở vị trí tiền vệ trung tâm. Song đó cũng chỉ là những phương án dự phòng khi mà gần như là chắc chắn là ông vẫn tin dùng bộ đôi Tuấn Anh và Hùng Dũng cho vị trí này. Một trong số những thử thách cam go khác đến với thầy Park chính là việc ông phải tìm ra những phương án để khắc chế sức mạnh của đội tuyển Malaysia với dàn cầu thủ nhập tịch rất chất lượng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chính thức công bố hoàn thành thủ tục nhập tịch cho tiền vệ Lidiron Krasniqi gốc Kosovo. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đang chạy đua với thời gian để nhập tịch thêm hai ngoại binh khác đáng chú ý là Guilherme de Paula gốc Brazil và Lituk gốc Anh. Ngoài ra, sân Bukit Jalil luôn là hiểm địa với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta còn nhớ là trong hành trình xưng vương ở tại AFF Cup 2018, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp rất nhiều khó khăn tại trận chung kết lượt đi ở trên sân đấu này. Ở trận đấu đó thì đội tuyển Việt Nam đã không thể giành chiến thắng và chấp nhận tỷ số hòa 2 đều. Trước kỳ nghỉ thì ông Park cùng với đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu không thành công ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hiểu rằng ông và bóng đá Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì thành tích tốt cũng như là hướng tới những mục tiêu cao hơn. Hợp đồng mới của ông Park Hang-seo bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 30 và đây là lúc phải khơi dậy động lực để có được những bước tiến mới. Đây là lúc để thay đổi, phép màu không phải lúc nào cũng có thể xảy ra. Theo như kế hoạch thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21 tháng 2 ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như giành chiến thắng trước Malaysia thì Việt Nam sẽ có mặt ở vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên ông Park cũng không muốn thể hiện sự lạc quan quá nhiều. Ông nói rằng Việt Nam vẫn chưa vào vòng loại cuối cùng đâu, tôi không thể đưa ra đánh giá lúc này được. Bên cạnh vòng loại World Cup thì một mục tiêu khác cũng không kém phần ý nghĩa mà ông Park và bóng đá Việt Nam đặt ra trong năm 2020, đó chính là chức vô địch AFF Suzuki Cup diễn ra vào cuối năm nay. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã gắn bó với bóng đá Việt Nam từ cuối năm 2017 và những gì mà ông đem lại thường được gọi là những điều thần kỳ. Tuy nhiên thầy Park thì khẳng định rằng không có gì là thần kỳ cả. Từng bước, ông và ban huấn luyện sẽ góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam. Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và tấm huy chương vàng SEA Games 30 thì theo ông Park đã tới lúc phải tạo ra bước nhảy vọt mới. Đã tới lúc để lo lắng và thay đổi, điều thần kỳ không thể lúc nào cũng có thể xảy ra được. Ông Park nói như vậy cũng không phải là không có cơ sở, bởi hiện tại trông vào đối thủ của đội tuyển Việt Nam ngay trước mắt là Malaysia, họ đang có những bước chạy đà rất tốt nếu như không muốn nói là tốt hơn đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Vì nhiều lý do khác nhau, chủ nhà Malaysia đang có được sự chuẩn bị tốt hơn đội tuyển Việt Nam trước khi hai đội gặp nhau ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu không có gì thay đổi thì giải vô địch quốc gia Malaysia là Malaysia Super League 2020 sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 2, sớm hơn V-League của Việt Nam khoảng một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc là các cầu thủ Malaysia sẽ sớm lấy lại được cảm giác chơi bóng cũng như là phong độ. Đó là chưa kể đến việc huấn luyện viên Tan Chen Ho cũng có thêm thời gian để theo dõi và tuyển mộ những nhân tố mới cho đội tuyển Malaysia. Theo kế hoạch thì Malaysia Super League sẽ thi đấu hết vòng 4 ở ngày 15 tháng 3 là tạm dừng để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Như vậy thì tuyển Malaysia sẽ có quỹ thời gian tương đối thoải mái để chuẩn bị cho hai trận gặp UAE vào ngày 26 tháng 3 và Việt Nam vào ngày 31 tháng 3. Không để phí phạm thời gian này, ngay sau khi tập trung thì tuyển Malaysia dự kiến là lên đường sang Bahrain để tập huấn. Tại đây thì thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Ho sẽ có trận giao hữu với đội chủ nhà Bahrain vào ngày 21 tháng 3 trước khi di chuyển sang UAE để đá vòng loại World Cup. Như vậy thì trước cuộc đụng độ với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31 tháng 3 ở trên sân nhà, tuyển Malaysia đã có đến 2 trận đấu, một trận giao hữu với Bahrain và một trận chính thức đá với UAE. Đây thực sự là một điều vô cùng bổ ích với tuyển Malaysia trong bối cảnh mà tuyển Việt Nam đang phải rất vất vả mới chốt được một trận giao hữu quốc tế với tuyển Kyrgyzstan. Hai trận đấu với Bahrain và UAE chắc chắn là sẽ giúp cho tuyển Malaysia nóng máy trước cuộc đọ sức với Việt Nam ở trên sân nhà. Về lực lượng, tuyển Malaysia trong đợt tập trung sắp tới cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều khi có sự góp mặt của lực lượng cầu thủ nhập tịch. Một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển Malaysia trước trận gặp đội tuyển Việt Nam được xác định là về thể lực khi mà họ phải di chuyển quãng đường như là hành xác từ UAE về nước. Tuy nhiên điều này dường như không phải là vấn đề với Malaysia bởi ở trận gặp UAE, ba trụ cột của Malaysia là các cầu thủ Brendan Gan, Siafit Ahmad và Matthew Devi lại không thể góp mặt vì dính thẻ phạt. Cả ba sẽ trở lại ở trong trận gặp Việt Nam với nền tảng thể lực sung mãn và khát khao chơi bóng mạnh mẽ nhất. Malaysia cũng đang ôm tham vọng giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khi mà họ buộc phải thắng ở 3 trận còn lại để cán mốc là 18 điểm, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn trường hợp mà họ không thể giành được 9 điểm trong 3 trận tiếp theo thì Malaysia cần phải giành được ít nhất là 7 điểm để có trong tay được 16 điểm. Khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Tan Chen Ho có thể giành được vị trí nhì bảng và chờ kết quả có lợi để tranh vé vớt. Có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã nhìn ra rất rõ điều này và vì vậy ông đã đưa ra nhận xét rằng trận đấu với Malaysia là trận đấu khó nhằn nhất trong số 3 đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.